Những lưu ý khi chụp hình mà ai cũng cần phải biết. Thứ nhất, chụp dáng đứng, hạ thấp điện thoại, ngửa lên trời. Thứ hai, chụp dáng ngồi, ngược lại sau dáng đứng thì giơ cao điện thoại lên và check cam xuống. Lưu ý khi chụp ở cầu thang, cần ngồi ở bậc cao hơn sẽ tạo hiệu ứng chân dài và lưng không bị ngang. Các tip chụp hình với dáng ngồi. Em là em.